xin Bồ Tát từ bi đưa con qua khỏi bến mê cuộc đời. Con quỳ trước tượng Di Đà, ăn năn sám hối lỗi lầm gây ra. Ngày qua cuộc sống vô minh trôi trong sinh tử bao nhiêu lần rồi, con nguyện tu tập trọn đời cầu theo bến giác thuyền từ nương qua. Quan Âm cứu khổ lầm mê giúp con thoát nạn nhiều lần lầm than. Nhìn quan quyến thuộc họ hàng, nào ai biết trước từng người ra đi. Vậy mà đời sống ngu si chấm mê bát ngộ tìm đường bi thương, tới khi gầm quý vô thường tiền cao như núi cũng đành buông xuôi. Con xin Bồ Tát từ bi đưa con qua khỏi bến mê cuộc đời. Con quỳ trước tượng Di Đà, ăn năn sám hối lỗi lầm gây ra. Ngày qua cuộc sống vô minh trôi trong sinh tử bao nhiêu lần rồi, con nguyện tu tập trọn đời cầu theo bến giác thuyền từ nương qua. Quan Âm cứu khổ lầm mê giúp con thoát nạn nhiều lần lầm than. Nhìn quan quyến thuộc họ hàng, nào ai biết trước từng người ra đi. Vậy mà đời sống ngu si chấm mê bát ngộ tìm đường bi thương, tới khi gầm quý vô thường tiền cao như núi cũng đành buông xuôi. Quan Âm cứu khổ lầm mê giúp con thoát nạn nhiều lần lầm than. Nhìn quan quyến thuộc họ hàng, nào ai biết trước từng người ra đi. Vậy mà đời sống ngu si chấm mê bát ngộ tìm đường bi thương, tới khi gầm quý vô thường tiền cao như núi cũng đành buông xuôi.
màu cờ trước gió nhẹ nhàng bay bay. Đời người lắm lộc sao mong manh như làn khói, người sao giàu sang khi vừa ra đời, người thì trắng tay vẫn trắng tay tận cuối đời. Nhiều người khôn khó, nhiều nghề mưu sinh, cuộc đời vẫn và sao thấy thương thân họ qua. Họ đến từ đâu, đi về nơi nào, tội gì đến đây mang những thân phận thế này. Biết có sướng vui không khi mình mang thân phận con người, đôi khi lo bản thân cứ mặc cho thiên hạ chế cười. Có những thứ xung quanh khi còn không trân trọng yêu quý, để rồi ra đi hối hận thì đâu được gì. Cứ bất chấp ngu si quen tình thân họ hàng không màng, rồi ngày mai xây chân ai nhìn ta khi mình cơ hàn. Sống chi mấy mươi năm muôn đời người nhăn lắm, đừng lo si mê để làm chứ con người. Tiền là tất cả, thật vậy hay không? Vì tiền bắt chấp ta dám lên nhau mà xong. Rồi giữ được không tóc bạc lấm còng, giận mình trước gương ai đó đâu nào phải mình. Khi mình mang thân phận con người, đôi khi lo bản thân cứ mặc cho thiên hạ chế cười. Có những thứ xung quanh khi còn không trân trọng yêu quý, để rồi ra đi hối hận thì đâu được gì. Cứ bất chấp ngu si quen tình thân họ hàng không màng, rồi ngày mai xây chân ai nhìn ta khi mình cơ hàn. Sống chi mấy mươi năm muôn đời người nhăn lắm, đừng lo si mê để làm chứ con người. Tiền là tất cả, thật vậy hay không? Vì tiền bắt chấp ta dám lên nhau mà xong. Rồi giữ được không tóc bạc lấm còng, giận mình trước gương ai đó đâu nào phải mình. Rồi giữ được không tóc bạc lấm còng, giận mình trước gương ai đó đâu nào phải mình.
đốt điếu thuốc đêm dần ta can ly quên phiền muộn nhớ người thân đêm dần ta mà buồn chưa ta nhập trên đá cho sạch sâu càng say say càng sâu mới vừa vui nay bạc đầu đời người bao lâu hợp ta là loạt thế gian người đi trước kẻ bước lại sau sang hai hè cùng về đất sâu còn lại chi đâu con người phần nhiều giống nhau tìm vui trước mà khổ về sau sống nghĩ suy để còn là đường về mai sau. Đốt điếu thuốc đêm dần ta can ly quên phiền muộn nhớ người thân đêm dần ta mà buồn chưa ta nhập trên đá cho sạch sâu càng say say càng sâu mới vừa vui nay bạc đầu đời người bao lâu hợp ta là loạt thế gian người đi trước kẻ bước lại sau sang hai hè cùng về đất sâu còn lại chi đâu con người phần nhiều giống nhau tìm vui trước mà khổ về sau sống nghĩ suy để còn là đường về mai sau hợp ta là loạt thế gian người đi trước kẻ bước lại sau sang hai hè cùng về đất sâu còn lại chi đâu con người phần nhiều giống nhau tìm vui trước mà khó về sau sống nghĩ suy để còn là đường về mai sau ở đời nào ai giống ai đừng nên sống ai chết mặc ngay cứ cho đi ta sẽ nhận lại một ngày tương lai cứ cho đi ta sẽ nhận lại một ngày tương lai.